là một nhân vật mang màu sắc bi kịch trong Trường Tương Tư, Tương Liễu nhận được vô số tình cảm từ cả mẹ đẻ nguyên tác Đồng Hoa và đông đảo khán giả xem phim. Dù biết trước cái kết bi thảm của nhân vật này, nhưng vai diễn Tương Liễu do Đàn Kiện Thứ đảm nhiệm trong Trường Tương Tư vẫn thu hút được rất nhiều khán giả vì nhan sắc hút mắt và diễn xuất khó chê. Và cũng không thể không thừa nhận rằng yếu tố cộng điểm nhiều nhất cho vai diễn này chính là do hình tượng nhân vật Tương Liễu quá phức tạp, vừa bi tráng lại vừa đáng thương. Thông qua ngòi bút của Đồng Hoa, cuộc đời Tương Liễu được khắc họa như một bản tráng ca, tuy đẹp đẽ hào hùng nhưng lại buồn miên man, day dứt không yên. Trong video này mình sẽ phân tích về nhân vật Tương Liễu, cùng với tình cảm sâu đậm của Tương Liễu dành cho Tiểu Yêu và lý giải nguyên nhân vì sao dù Tương Liễu có 9 cái mạng nhưng đến cuối cùng chàng lại là nhân vật duy nhất phải chết. Trước khi đi vào nội dung video, mong mọi người hãy bấm like và đăng ký kênh của mình nhé. Video hôm nay sẽ khá dài, nhưng mình tin chắc nó sẽ xứng đáng với từng phút giây mà bạn dành ra xem video. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Theo nguyên tác, Tương Liễu là một con yêu xà có 9 đầu, chàng là tướng quân cũng là quân sư của Nghĩa Quân Thần Nông hay trong phim là Nghĩa Quân Thần Vinh. Bởi vì từng được Cộng Công cứu giúp lúc còn là một đấu sĩ nô lệ, nên chàng luôn ghi nhớ ân tình đó, xem đó là món nợ mà suốt kiếp này chàng không thể nào trả hết. Có lẽ đó là bản chất vốn có của yêu tộc, nó giống với một câu nói mà chúng ta vẫn hay thường nghe đó là cứu vật, vật sẽ trả ơn. Cái ơn tình nặng nề ấy có lẽ đã thấm sâu vào trong cốt tủy, gắn chặt vào tiềm thức của chàng, và nó còn lớn lao hơn cả những ham muốn cá nhân của riêng Tương Liễu. Trong truyện, có một chi tiết nhỏ nói về gốc gác của Tương Liễu, rằng chàng tự sinh ra, là yêu quái vốn không cha không mẹ, không anh em, tứ cố vô thân, coi biển cả là nhà. Chàng không có gốc gác, không có nhân thân, không ràng buộc, và thậm chí như lời Tiểu Yêu từng nói, ngài việc gì phải cố sống cố chết với đám tàn quân đó, ngài có thể tự do. Có lẽ một phần vì gốc gác, một phần vì tài năng, mà trước đó cả Hoàng đế và Chuyên Húc Thương Huyền đều từng nhiều lần muốn chiêu mộ chàng về phía mình, chứ không phải truy cùng giết tận, họ muốn chiêu nạp người tài chứ không phải tận diệt. Nhưng Tương Liễu đã chọn tận trung, để chàng có thể trả chọn ân tình cho người cha nuôi Cộng Công và giữ chọn tiết khí. Ân nghĩa với Nghĩa Quân Thần Nông đã cưu mang chàng trong quá khứ và đã cùng chàng vào sinh ra tử, cùng chàng nếm trải bao nổi can qua. Tương Liễu từng nói rằng một tướng quân, kết cục tốt nhất vẫn là chết trên chiến trường và đó cũng là kết cục mà chàng đã chọn cho bản thân. Người đời vẫn thường hay gọi chàng bằng cái tên rất kiêu ngạo là Cửu Mệnh Tương Liễu vì khi sinh ra chàng đã có tới 9 cái mạng, nhưng đến cuối cùng, chỉ có duy nhất Tương Liễu là phải chết. 9 cái mạng của chàng rốt cuộc đã dùng vào đâu? Có lẽ không khó để chúng ta đoán được đáp án của những câu hỏi này. Những cái mạng còn lại của Tương Liễu chính là dùng để đổi mạng cho Tiểu Yêu hết lần này đến lần khác, thậm chí là dùng để đổi mạng cho cả tình lang của nàng. Người có thể thay chàng ở bên cạnh nàng suốt kiếp, có thể cho nàng nơi nương tựa và một mái nhà bình yên như đúng ý nguyện của Tiểu Yêu. Tương Liễu không có nhiều tiền như Đồ Sơn Cảnh, cũng không có nhiều quyền thế như Thương Huyền. Nhưng chàng lại là người hy sinh cho Tiểu Yêu nhiều nhất. Tương Liễu để ý và để tâm đến từng lời nói, thái độ và cảm xúc của Tiểu Yêu. Khi nàng nói, ta không có năng lực để bảo vệ mình, không có người gắn bó, không chỗ nương thân, Tương Liễu đã thật sự bị dao động. Câu nói ấy khiến chàng bồi hồi nhớ đến hoàn cảnh của chính mình. Rất nhiều năm về trước chàng cũng đã từng khổ sở như thế. Cũng vì vậy mà chàng nhớ câu nói ấy rất lâu, xem nó như một trọng trách và âm thầm giúp nàng hoàn thành từng điều một. Kể từ lúc gặp gỡ đến khi chia xa mãi mãi, Tương Liễu gần như đã trao cho Tiểu Yêu tất cả những gì mà chàng có. Chàng giúp Tiểu Yêu cảm nhận được sự đồng cảm hiếm có giữa những kẻ cô đơn lạc loài. Chàng luôn xuất hiện bên cạnh Tiểu Yêu vào những lúc nàng cảm thấy hoang mang và khó khăn nhất. Chàng an ủi Tiểu Yêu, cho nàng điểm tựa và cố tình trêu chọc để giúp nàng phấn chấn lên. Chàng đã dạy Tiểu Yêu bắn cung hơn chục năm trời để nàng có thể tự bảo vệ bản thân và bảo vệ những người nàng muốn bảo vệ. Nhưng thật ra, tính từ thời điểm nuôi ý định dạy bắn cung cho Tiểu Yêu đến lúc kết thúc việc dạy bắn cung là kéo dài đến tận 35 năm. Nếu để ý tình tiết trong truyện và cả trong phim, thì ở phần đầu, Tương Liễu từng đến nhà Kim Thiên, gia tộc nổi tiếng khắp Đại Hoang về nghề rèn đúc vũ khí, để nhờ họ đúc một cây cung đặc biệt được làm từ những khoáng vật vô cùng quý hiếm. Và chỉ có một yêu cầu duy nhất là đúc làm sao để chủ nhân của cây cung này dù là người có linh lực thấp kém cũng có thể dùng được. Rõ ràng chúng ta đều hiểu người có linh lực thấp mà Tương Liễu nhắc đến ở đây là ai. Khi đó, thợ rèn nhà Kim Thiên có nói rằng muốn đúc được cây cung này cần khoảng 35 năm mới làm xong. Sau này, khi cây cung sắp được làm hoàn thành, thì Tương Liễu lại làm bộ làm tịch bảo là không cần nữa và cũng không thèm đến lấy. Cuối cùng, nhờ một cơ duyên mà cây cung được trao lại cho Tiểu Yêu. Nói đến cây cung này, có một chi tiết nhỏ mà từ đó chúng ta có thể thấy được tâm ý và sự gắn kết đặc biệt giữa Tương Liễu và Tiểu Yêu.
Thợ rèn nhà Kim Thiên bảo rằng cây cung này là một thần khí, nó có linh tính riêng của mình. Để nó nhận Tiểu Yêu làm chủ nhân thì không chỉ cần phải bày trận pháp mà còn cần phải có máu của xà yêu chín đầu để khai pháp trận. Và trong khắp đại hoang, chỉ có duy nhất một con xà yêu chín đầu chính là Tương Liễu, chưa kể đến việc cơ thể Tiểu Yêu lúc này đang chảy một phần dòng máu của Tương Liễu. Nếu Tiểu Yêu nói với chàng rằng nàng cần đến máu của chàng để khai pháp trận, chắc chắn Tương Liễu vẫn sẽ mỉm cười mà cho nàng. Đến đây, có lẽ chúng ta đều đã cảm nhận được sự dụng tâm và tình yêu âm thầm của Tương Liễu dành cho Tiểu Yêu là nhiều đến mức nào. Quay trở lại câu chuyện trước đó, khi chàng dùng máu và tính mạng để dưỡng thương cho nàng suốt 37 năm dưới đáy biển. Năm đó, những kẻ từng bị tộc Sivu diệt tộc biết được thân phận của Tiểu Yêu nên đã bày trận ở Mai Hoa Cốc để giết nàng. Để có thể cứu Tiểu Yêu, Tương Liễu đã đút những giọt máu thuần khiết nhất của mình cho nàng uống suốt 37 năm liền, đều đặn mỗi tháng vào ngày trăng tròn. Chỉ cần làm một phép tính đơn giản, chúng ta có chọn 37 năm là tròn 444 tháng, cũng tương đương 444 lần chàng dùng tinh huyết và linh lực để chữa thương cho nàng. Họ bên nhau ngày đêm trong nhiều năm, thời gian đó không là gì cả đối với thần tộc, nhưng đối với loài người thì lại là cả một cuộc đời. Nói về lần cứu mạng này, Tương Liễu là bởi vì cảm nhận được sự sống thoi thóp của Tiểu Yêu nhờ có cổ trùng trong người, nên đã bất chấp nguy hiểm đến thần Nông Sơn cứu nàng. Tuy nhiên Tương Liễu lại cố tìm cho mình một cái vỏ để ngụy trang qua mắt thế gian, rằng chàng chấp nhận cứu mạng Tiểu Yêu chỉ bởi vì đã nhận được một giao dịch có lợi từ Thương Huyền. Tất cả chỉ là lợi ích, tất cả chỉ là giao dịch giữa những bậc nam tử với nhau chứ chẳng nhuốm màu của một chút tình cảm riêng tư nào cả. Chàng lừa dối cả thế gian, lừa dối Tiểu Yêu nhưng chàng không thể lừa dối được con tim của mình. Khi Tiểu Yêu bị hôn mê, nàng và Tương Liễu đã luôn ở trong chiếc vỏ sò. Tương Liễu nói rằng, các nhân ngư coi vỏ sò như là tổ ấm thân thương của họ. Nàng không biết được Tương Liễu coi vỏ sò này là cái gì, có phải chàng xem chiếc vỏ sò nơi nàng và chàng từng cư ngụ suốt 37 năm dưới đáy biển chính là tổ ấm của chàng. Trong chuyện, có một lần Tiểu Yêu nằm mơ thấy chiếc vỏ sò, nàng bất giác cảm thấy tim mình đập loạn lên và đỏ cả mặt. Ở khoảnh khắc thoáng qua nào đó, nàng dường như cảm nhận được rằng trái tim Tương Liễu cũng đang đập loạn lên giống như nàng. Sau đó, tại hôn lễ của Xích Thủy Phong Long và Tiểu Yêu, Tương Liễu dưới thân phận Phòng Phong Bội tới để cướp dâu. Tương Liễu là vì thật lòng để tâm đến hạnh phúc của Tiểu Yêu và hơn hết vì chàng yêu Tiểu Yêu nên mới tới để ngăn cản hôn lễ. Nhưng tới chết chàng cũng không chịu thừa nhận điều đó mà chỉ nói rằng đây là một giao dịch giữa chàng với Đồ Sơn Cảnh. Sau đó, khi chàng trở về với thân phận Tương Liễu, Tiểu Yêu có hỏi chàng rằng Phòng Phong Bội đâu rồi. Tương Liễu nói rằng Bội đã chết. Người ta truyền tai nhau rằng Phòng Phong Bội đã chết vì bị cung tên của đội quân truy sát bắn trúng và như thế có nghĩa là chàng lại mất đi thêm một mạng. Vốn dĩ, năm xưa để bản thân tránh bị truy sát, Tương Liễu đã mất đi hai mạng ở vùng cực Bắc. Sau này, vì để có thể giải cổ trùng trong người Tiểu Yêu, chàng lại mất thêm hai mạng nữa. Khi Tiểu Yêu biết Thương Huyền giết Đồ Sơn Cảnh, nàng ấy vốn muốn cùng chết theo chàng nhưng lại không thể buông bỏ lời hứa ngày bé, nên nàng đã hạ độc cho mình nhiều gấp 10 lần Thương Huyền. Mọi người đều chắc chắn rằng lần này Tiểu Yêu không sống nổi nữa. Tới Tây Vương Mẫu ở Ngọc Sơn cũng đành bó tay. Cuối cùng, Tương Liễu lại dùng mạng của mình để cứu Tiểu Yêu. Không chỉ vậy, để có thể cứu được Đồ Sơn Cảnh, Tương Liễu lại hy sinh thêm một mạng nữa. Chàng biết mình không thể ở bên Tiểu Yêu cả đời được, nên chàng đã cứu sống Đồ Sơn Cảnh và mong rằng Đồ Sơn Cảnh sẽ thay chàng ở bên Tiểu Yêu. Cuối cùng, Tương Liễu chết vì bị vạn tiễn xuyên tâm trên chiến trường. Chàng đã làm được điều chàng muốn, một tướng quân, kết cục tốt nhất vẫn là chết trên chiến trường, cũng đặt dấu chấm hết cho 9 cái mạng của chàng. Tương Liễu khiến khán giả đau lòng khôn nguôi bởi số phận chàng quá bi đát, bởi tình cảm của chàng dành cho Tiểu Yêu quá mức âm thầm và kìm nén. Ngay cả tác giả Đồng Hoa cũng nói rằng Tương Liễu chính là nhân vật mà mình thích nhất. Càng viết càng thấy thích, thậm chí muốn cho chàng làm nam chính. Nhưng càng viết thì lại càng nhận ra ngay từ đầu số phận của chàng chính là sinh ra để chết đi. Dưới vỏ bọc lạnh lẽo vô tình, Tương Liễu thực ra là một yêu vương có trái tim nóng bỏng nhiệt thành, chàng yêu Tiểu Yêu hết lòng, chàng chiến đấu hết mình vì nghĩa quân thần nông. Tuy nhiên, người mà chàng yêu nhất thì chàng lại không thể ở bên, nghĩa quân mà chàng cống hiến lại bại trận và cuối cùng chàng phải chịu cảnh tử trận, thi cốt hòa vào đất. Tương Liễu là người duy nhất không muốn trói buộc Tiểu Yêu bên cạnh mình mà chỉ muốn Tiểu Yêu được vui vẻ không phải lo nghĩ gì. Đáng lẽ chàng có thể trường tồn bất tử với thế gian, nhưng vì tình yêu, vì Tiểu Yêu mà chàng tình nguyện hy sinh tất cả tính mạng của mình, chỉ để mong nàng có thể trọn kiếp bình an. Còn bạn thì sao? Bạn có suy nghĩ như thế nào về nhân vật Tương Liễu và thứ tình cảm đè nén của Tương Liễu, Tiểu Yêu? Hãy chia sẻ với phần bình luận. Nếu thấy thích video này, thì hãy cho mình một like nhé.
Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi thêm những video hấp dẫn của mình nha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt tất cả mọi người. See you!